Đây mọi người ơi, hôm nay em sẽ về hơn 110 cây máy nha. Và đầu tiên sẽ báo giá là cây Samsung S20 Ultra. Em bán giá là 8 triệu 800 ngàn nha mọi người. Là bản chính hãng 2 SIM luôn nha. Đó. Đây, em sẽ tại sao mà nó rẻ vậy, em sẽ review cho người xem. Đây là Samsung S20 Ultra nha. Giá bán là 8 triệu 800 ngàn. Đó. Samsung S20 Ultra, bản 4G mọi người. Là bản 2 SIM chính hãng nha. Còn này hầu là của khách nha mọi người. Pin là pin con này là 5.000 nha. Và hiện tại là chạy Android 11 nha mọi người. Đó, Android 11 nha. RAM là 12GB, bộ nhớ là 128GB. Thì ngoại hình là khoảng 9798 mọi người. Đó, 9798 nha. Cái kính cam thì nó bị xước nè mọi người thấy không? Bị nước một bên nè. Nhưng mà bán giá là 8.8 từ từ, nó còn một cái lỗi nữa mọi người. Đó, thì cái kính cam nó bị xước một xíu nè mọi người thấy không? Đó, xước một đường nè. Đó. Và ngoại hình thì khoảng 98%, đẹp hold của khách. Giá bán là 8.8 triệu. Tình trạng của này là full chức năng, nhưng mà cái màn hình nó có bị một đốm nhỏ mọi người. Chỉnh nền đang thì không hay nha. Chỉnh nền đang thì không hay nha mọi người. Đây ra 12, bộ nhớ 128GB. Giá là 8.8 triệu. Đây cái màn hình của nó thì đốm nhỏ cái khúc này nè mọi người. Em sẽ thử camera trước cho mọi người xem. Đó, camera đó nè. Quá đẹp luôn. Samsung S20 Ultra. Bản chính hãng 2 SIM nha mọi người. Giá bán là 8.800.000. Đó, 8.8 triệu nha. Đây, camera góc rộng. Camera F1. Camera X5 mọi người. Con này zoom được 100m luôn nha. Đó, zoom 100m luôn mọi người thấy không? Nên là keo nha, tại nãy dán cường lực không mọi người. Chứ không có bị gì hết nha. Đó. Nên là keo nha mọi người. Zoom 100m được luôn nha. Đây là hàng chính hãng nha mọi người. 8.800.000. Đó mọi người thấy tại sao nó rẻ như vậy? Em sẽ test hết cho mọi người xem. Đây con này còn áp luôn nha. Đây con này còn áp luôn nha mọi người. Thấy không? Áp còn nhảy luôn nè. Đó. Đó tình trạng con này là có một đốm gùi đấy mọi người thấy không? Chỉ một đốm nhỏ này thôi. Khách mua hàng mới luôn và xài bị cứng cái chìa khóa mọi người. Giờ nó còn một đốm đây. Nhưng bao mọi người xài là không bao giờ bị lan cả nha. Đó, vẫn còn áp luôn nha mọi người. Đó, vẫn còn áp luôn nha. Mọi chức năng thì sử dụng bình thường nha mọi người. Chức năng cảm ứng gì bình thường hết nha. Nói chung con này bán cho anh mọi người trải nghiệm mọi người. Bây giờ cái màn hình này bán vẫn được nha. Đó. Đây, và thông báo cho mọi người là bên em sẽ ship code là bình thường nha mọi người. Đó, bên em sẽ ship code là bình thường rồi nha. Đây, bản chính hãng nha mọi người. Chính hãng là 2 SIM nè. Đây, 2 SIM khác nhau nè mọi người thấy không? Đó, 2 SIM khác nhau nha. Giá bán là 8.800.000, Samsung S20 Ultra. RAM 12GB, bộ nhớ là 128GB nha mọi người. Bộ nhớ là 128GB. Đó, và con này là có màn hình tần số quét là 120Hz nha. Đây, tần số quét cao nè mọi người. 120Hz luôn. Chỉnh của nền đen là không thấy bị đốm luôn nha mọi người. Đó. Chỉnh của nền đen là không thấy luôn nha. Đây là hàng chính hãng nha mọi người. Đó, mọi người thấy hay cho mọi một lượt một chấm nha mọi người. Để em có tương tác nha. Hoặc yêu thích thêm thì có thể chia sẻ giúp em nha mọi người. Em sẽ hôm nay về được khoảng hơn 110 cái máy lần đó, rất là nhiều máy luôn mọi người. Đây còn một gỗ đây nữa nè, thấy không? Một gỗ máy đây luôn nè mọi người, thấy không? Đó. Nhiều máy lắm mọi người. Và có ship code toàn quốc nha. Ship code là bên em có ship code luôn nha mọi người. Nhận hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán nha. Và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước, chỉ cần chứng minh nhân dân với bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân với hộ khẩu nha, có thể thay thế bằng thẻ căn cước cũng được mọi người. Lên hồ sơ là khoảng 30 phút là nhận luôn máy nha, không cần trả trước luôn mọi người. Đó. Đây tần số quét cao nhìn rất là mượt mọi người. Mọi chức năng sử dụng bình thường nha. Đây, camera selfie vẫn ok luôn rồi. Đó, không có bị gì hết nha. Samsung S20 Ultra 5G. À, Samsung S20 Ultra 4G mọi người, cái này 4G nha. Ngoại hình này khoảng 97%. Cái kính thì nó bị xước mọi người thấy không? Đó, nó bị nứt một xíu đây nè, thấy không? Đó mọi người thấy không? Nhưng mà không ảnh hưởng đến chụp hình nha. Đó, không ảnh hưởng đến chụp hình nha mọi người. Đó, tình trạng hiện báo gõ luôn. Thì kính thì đây, không cái này nó mới tại em mới lột keo bên chùi mọi người. Để em chùi lại. Này kính luôn đó nè. Dính keo quá. Thì nói chung kính cũng còn ok mọi người. Kính cũng còn ok, có một xước một hai đường nha. Đó. Cũng có xước một hai đường nha mọi người. Mà mọi chức năng thì sử dụng bình thường. Giá bán là 8.8 triệu mọi người. Samsung S20 Ultra 8.800.000 nha. Đó. Em sẽ lên tiếp hàng mới mọi người. Mọi người thấy hay cho một lượt chia sẻ cho mọi người. Đây. iPhone 12 nha, mã VN.
iPhone 12 và VN mọi người. Để em coi pin bao nhiêu. Pin là 91% nha. Đó, pin 91%. Mã VN 128GB. Đó. Giá bán là 15.300.000. Đó, 15.300 nha mọi người. Mã VN chính hãng nha mọi người. Là mã VN chính hãng nha. Rồi, con này thì có bị chóc sơn xíu đây mọi người thấy không? Đó, tình trạng máu gõ nha. Chóc một miếng sơn và camera lò thì nó cũng chóc sơn đây mọi người thấy không? Đó, chóc sơn đây luôn. 15.300.000, iPhone 12, bản chính hãng Việt Nam 2 SIM. iPhone 12 là có 2 SIM mọi người, em nói nhầm. Tại vì một SIM vật lý và một eSIM nha. Cái test đổ lên là 2 SIM mọi người. Đây, mã VN nè. Đó, mọi người có thể chụp cái email lại mọi người chat nè mọi người. Đây, cái email của em đây. Chụp màn hình là mọi người có thể chat nha. Giá bán là 15.300.000 mọi người. Pin 91%. iPhone 12 quốc tế. Bên này bao quốc tế chính diện nha, bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 nha mọi người. Đó. Quá đẹp luôn. Chỉ bị chóc sơn thôi chứ không phải cứng đâu mọi người. Nói chung chóc sơn thôi. Tại vì người ta xài không kỹ, không dán keo mọi người nên nó bị chóc sơn. Đó, 15.300.000. 15.300.000 nha mọi người. iPhone 12 nha. Mọi người về có thể dán keo là xong, xài ốp lưng lại là ok mọi người. Nói chung sườn thì không cứng mớp gì hết nha. Đó, sườn không cứng mớp nha mọi người. Đó, chỉ bị chóc sơn thôi. Ok. iPhone 12 15.300.000. Ok, tiếp theo sẽ là đây là iPhone X mọi người. iPhone X lên vỏ 12 g nè. Đó. Cái này giá bán là 9.300, 64GB. Cái này thì 9 cái khi viết mọi người chứ không phải nó dơ mọi người. Đây là iPhone X lên vỏ 12 g nha mọi người. Đó. 64GB quốc tế nha. Này 64GB quốc tế mã hàng nha mọi người. Màu gold thì quá đẹp. Nó màu gold quá đẹp mọi người. Đây, để em soi cái đèn vô. Màu gold quá đẹp luôn. Mọi người thấy đẹp cho em một chấm nha mọi người. Đó. 9.300.000 iPhone X. Lên nhỏ 12 g nha. 9.300 phiên bản 64GB quốc tế. Máy là full chức năng nha mọi người, không có lỗi gì hết nha. Để em coi pin thử cái. À, pin 84% mọi người, pin 84 nha. iPhone X lên nhỏ 12 g nha mọi người. Đó, máy thì đẹp keng. Máy đẹp keng nha mọi người. Đó, đẹp keng. 9.300 nha. Bên em bán thì có bảo hành nha mọi người. Là mọi người yên tâm nha. Bảo hành 3 tháng 1 đổi 1. Quá đẹp luôn, có 9.300 thôi. Đó. Tiếp theo sẽ là đây, em là một con Samsung Note 8. Note 8 này em bán giá là 3.200.000 mọi người. Nó Samsung Note 8 chỉ 3.200.000 thôi. Đó mọi người thấy sao? Cho 1 chấm nha mọi người. Đây, Note 8 bán hàng 3.200.000. Yêu quý thêm thì cho em một lượt chia sẻ luôn nha. Đó, em sẽ lên hàng ngon tiếp nè mọi người. Samsung Note 8, RAM 6, bộ nhớ 64GB, 3.200.000. Ok không mọi người? Màn hình độ phân giải là 2K. 2K cộng chứ. Màn hình cong nha. Tại vì con này tình trạng là full chức năng không lỗi gì hết nha mọi người. Chỉ là màn hình nó bị lưu ảnh thôi nha. Đó, mọi người thấy không? Nó bị lưu ảnh nhẹ thôi nè. Mọi người chỉnh qua nền đen là không thấy nha mọi người. Con này cũng không được của khách lên đời S20 5G hôm qua em bán á. Đó, khách đổi qua nha. Con này là khách mua của em luôn. Dùng xài rất là ok mọi người. Nè, em chỉnh qua nền đen cho mọi người xem. Không thấy gì luôn nha. Đó, không thấy gì luôn mọi người thấy không? Đó, chỉ có nền trắng mới bị lưu ảnh thôi mọi người. Mọi chức năng khác thì sử dụng bình thường nha. Đó. Camera nè mọi người, rất là nét luôn. Là camera X2 nha. Đó. Tiếp theo là camera selfie mọi người. Trong hồi cắt tóc cắt của tàu của em sao giờ thành máy ngố luôn. Đây, RAM thì RAM 6 mọi người, em cho mọi người xem lại. RAM 6. RAM 6, bộ nhớ là hồi con này 256GB mọi người. Con này giờ mới đẩy là 256GB. Đây, RAM 6. Em hầu vô em không đẩy luôn. Đây 256GB mọi người, lời luôn mọi người. Nhưng mà bên em vẫn bán một giá 3.200.000. Đó, mọi người yêu quý thì có thể cho em một lượt chia sẻ cho mọi người. Samsung Note 8 3.200.000. RAM 6 bộ nhớ là 256GB. Đây cây bút của nó đây. Dòng Note là phải có bút mọi người. Đó. Ok chưa? Em sẽ test cho mọi người xem luôn. Này. Đó, viết ok đầy đủ mọi người, không bị lỗi gì hết nha. Không bị lỗi một chức năng gì hết nha mọi người. Bên em có bảo hành cho mọi người luôn, mọi người yên tâm nha.
Rồi mọi người yên tâm với cái vụ bên em đã hâu vô là đã test hết cho mọi người. Màu gold. Nó rất là đẹp luôn rồi. RAM 6GB, bộ nhớ là 256GB. 3 triệu 2. Ok cho mọi người, 3 triệu 2. Tiếp theo sẽ là đây. Hàng này hàng hot mọi người. Sony chip Snapdragon là con này chỉ bán giá là 2.390.000 mọi người. 2.390.000. Chip Snapdragon là 845 mọi người. 845 mọi người chơi game rất là ok luôn mọi người. Này. Wacom Snapdragon 845 nha. 2.390.000. Con này có lo kép, có trong nước luôn mọi người. Đó, RAM là RAM 4. Bộ nhớ là 64GB nha. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Này, một lô mới về mọi người. Rất là nhiều luôn. Đó, một lô mới về mọi người. Đó, rất là nhiều luôn. Đây, thông số kỹ thuật của nó nè. Wacom Snapdragon 845. Thì chip này là bằng với con chip Note 9 nha mọi người. Note 9 bán Mỹ nha. Chip này thì mọi người chơi game rất ok rồi. Và con này là màn hình là Full HD cộng thôi. Màn hình là 5.8 inch. RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Đó. 2.390.000. Ngoại hình đẹp 99 nha. 98-99%. Nhưng mà có xước thì trước cưng sạc mọi người. Tại vì người ta sạc qua á, nó bị chốc, bị bạc màu thôi. Chứ không phải là cứng mớp gì hết nha. Đó, máy là rất là đẹp luôn rồi. Có lo kép có trong nước luôn nha. Có lo kép có trong nước luôn mọi người. Đó mọi người cho em một lượt chia sẻ cho mọi người. Em lên hàng nhiều lắm hôm nay. 110 cây máy được nha. Sony XZ2 Wacom tại trong chiếc Snapdragon là 845. Đó, RAM 4 với 64GB. Con này là màu xanh nè. Màu xanh mọi người. Đây là màu trắng bạc nè. Đó. Tiếp theo sẽ là màu hồng. Đó, ba màu nha. Màu hồng đúng rồi. Em sẽ chụp hình cho mọi người xem. Chung là máy này là không có lỗi hết mọi người. Có lỗi là bên em sẽ nói trước nha, nên mọi người yên tâm đi. Đây. Đây là chụp hình nè mọi người. Rất là nét luôn. Đó, Sony chụp hình nét như Sony mọi người. Đâu sai đâu, nét như Sony đúng luôn mọi người. Tiếp theo camera selfie nha. Đó, camera selfie nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Con này thì cho mua về học online cũng ok mọi người. Con này thì bị 3.000 nha. Đó, nhưng mà học con này chip này thì chơi game còn nổi mọi người, chứ chỉ là học online. 2.390.000. Đó. 2.390.000 nha. Ngoại hình là rất là đẹp luôn rồi. Đây, màu bạc này. Màu bạc đây, rất là đẹp luôn. Đó, không có chỗ chê luôn rồi. Đó, màu hình còn mới tinh. Đó, màu hình mới tinh mọi người. Em quay cho chi tiết cho mọi người xem luôn nha mọi người. Con này có chống nước luôn nha. Nhưng mà bên em không bảo hành chống nước mọi người lưu ý nha. Tất cả các điện thoại trong hãng hay ở đâu cũng vậy mọi người. Có kháng nước. Kháng nước đi mua thôi cho mọi người, chứ không phải là ngâm nước nha. Đó, đây là camera nha mọi người. Máy là còn áp luôn. Đây em check cho. Đây. Đây còn áp luôn rồi. Còn áp luôn nha. Đây áp sức nè. Đó mọi người. Ok chưa? 2.390.000. RAM 464GB, chip Snapdragon 845. Đó, còn tiếp mọi người đợi xíu. Đây, mọi người cho em chia sẻ một lượt chia sẻ nha. Hôm nay em về nhiều hàng lắm mọi người. Đây là Samsung S9 bản Mỹ mọi người. Bản Mỹ thì mọi người cũng biết rồi. Chip sẽ nói là gần 845 luôn. Đó, con chip này khỏi bán cáo nhiều mọi người. Cho mọi người rất là ok. Đây. Đây là hàng chính hãng bản Mỹ nha. Bản sách tay của Mỹ nha mọi người. Bản Mỹ thì chịu được chip mạnh, nhưng mà bù lại thì chỉ được một sim thôi. Đây là màu hồng nè. Nó màu hồng mọi người. Quá là đẹp luôn. Đó, cái này dính bụi thôi mọi người. Cái này dính bụi thôi. Cái này là dính keo mọi người. Có gì lấy em chùi cho. Em lấy em khác đi. Lấy con này đi. Nói chung mới lắm mọi người. Đây. Quá đẹp. Đây là màu tím chứ. Đây là màu tím nha mọi người. Còn đây là màu xanh nè. Đó, màu xanh. Samsung S9. Con này chỉ hơn 3.400.000. Có màn hình độ phân giải là 2K cộng. Ok cho mọi người. Độ màn hình độ phân giải là 2K cộng nha. Này, RAM là RAM 4. Bộ nhớ là 64GB mọi người. Này, RAM 4 nè. Bộ nhớ 64GB. Samsung S9 bản chính hãng nha mọi người. Chính hãng của Mỹ nha. À, sách tay của Mỹ nha mọi người. Bản ngu của Mỹ.
Bên nào cam kết tất cả đây là hàng chính hãng nhé mọi người. Bên em không bán hàng giả, hàng nhái, hàng phai nha. Pin là 3.000. Hiện tại là chạy Android 10 nha mọi người. Android 10. Tiếp theo là camera. Nó camera rất là nét mọi người. Camera rất là nét luôn. Đó. 3.400.000 Samsung S9 bản Mỹ, ngoại hình thì khỏi chơi mọi người. 98.99%. Có dán miếng dán màn hình là nhìn mọi người nhìn nè. Không một vết xước luôn nha. Không có một vết xước luôn mọi người thấy không? Đó, ok chưa? Không một vết xước luôn mọi người. Còn đây là màu đen. Đó màu đen nè mọi người. Đó cái em lọc miếng dán cho nè. Quá đẹp luôn. Đây là một cái màu đen nha. Đây màu đen này hết pin. Lấy màu đen này. Đây màu đen nè mọi người. 3.400.000 Samsung S9 bản Mỹ. Chip thì nó gần 845 mọi người. Chip này chơi game cũng ok lắm nha. Nói chung chơi tốt mọi loại game mà hiện tại mọi người. Đó. Ok chưa? Em chiếu đèn vô cho mọi người xem. Ngoại hình rất là đẹp luôn. 98-99%. 3.400.000 nha. Tình trạng thì bên em có sao có vậy mọi người. Màn hình độ phân giải là 2K cộng luôn. Màn hình của Samsung mà mọi người khỏi chơi. Em thấy là đẹp nhất luôn mọi người. Nói chung là màn hình Samsung làm. Đó. Ba màu thôi. Em sẽ quay lại cho mọi người xem ba màu nha. Màu đen, màu xanh và màu tím mọi người. Đó ba màu. Samsung S9 3.400.000 nha mọi người. 3.400.000 nha. Ok. Tiếp theo sẽ lên hàng mới nha mọi người. Mọi người thấy hay cho một lượt chia sẻ nha. Đây, đến bên đây mọi người. Quá trời luôn. LG V50 đi mọi người. LG V50 thì hàng này khỏi bán cáo nhiều. Về bao nhiêu là hết bao nhiêu mọi người. Nói chung thật sự luôn. LG V50 bán rất là chạy. Con này thì bét tầm giá mọi người. Vô đói tầm giá luôn, không có con nào mà hơn nữa. Em nghĩ là vậy. 3.550.000. Mà con chip thì khỏi nói. Chip 855. Chip Snapdragon là gần 855 mọi người. Đó. Và RAM là RAM 6, bộ nhớ là 128GB mà chỉ 3.550.000. Màn hình độ phân giải là đến 2K được rồi. Đó màn hình là đến 2K được nha. Có 5G luôn. Đây có 5G mọi người thấy không? Đấy, em sạc pin vô nó hiện 5G cho mọi người xem. Cái logo 5G là sạc pin cho nó mới hiện nha mọi người. Đó. Mọi người thấy hay cho một lượt chia sẻ nha mọi người. Cho có nhiều lượt tương tác nha. Đây. Để tắt màn hình xíu. Này thấy mọi người thấy mọi người, đó chiếu sáng lên nè. Logo 5G mọi người thấy không? Đó. LG V50 Hinwi 5G nha mọi người. Đây là LG V50 Hinwi 5G nha. Chip Snapdragon gần là 855. Này. Về LG V50 Hinwi mọi người. Chip Snapdragon gần 855. RAM 6 bộ nhớ là 128GB. Độ phân giải màn hình là đến 2K là mọi người. Độ phân giải màn hình lên 2K được nha. Nên là con này màn hình rất là đẹp luôn rồi. Sony rất là đẹp luôn. Tiếp theo là camera. Camera cũng khỏi chơi mọi người. Đây. Camera quá đẹp. Đấy thấy không? 3.550.000 LG V50 có 5G. Đây có góc gọng luôn, có camera góc gọng luôn nha mọi người. Đó camera góc gọng nè. Tiếp theo là camera F1 mọi người. Đó camera F1 nha. Nói chung ở ngoài chụp hình đẹp lắm mọi người. Còn đây là camera X2. Đó. Tiếp theo là camera selfie mọi người. Đó cái mặt em đúng ngố luôn. 3.550.000 LG V50. Đó. 3.550.000 mọi người. Cái lô này được khoảng 20 cây thôi. Mà cái này em nghĩ là ngày mai chắc hết. Tại vì LG V50 bán về bao nhiêu là hết bao nhiêu mọi người. Chúng giá rất là tốt mọi người. Thật sự luôn. Không con nào mà 3 triệu mấy mà được như con đó. Tại vì thương hiệu bây giờ nó thật sự là không có làm nữa. Nhưng mà dùng cũng còn rất là ok mọi người. Còn đó là máy rất là chạy nha. Tiếp theo Samsung Galaxy Z Flip mọi người. Z Flip thì em mới về được khoảng đây Z Flip nè. Z Flip về được khoảng đây rất là nhiều mọi người. 2 4 6 7 8 8 con Z Flip. 8 con Samsung Galaxy Z Flip mọi người. Mọi người thấy không? Z Flip thì bảo hành hãng 1 năm. Đây mọi người yên tâm. Cái này còn bảo hành hãng 1 năm nha, để em check cho mọi người xem. Giá bán là 12.900.000. Đó Samsung Galaxy Z Flip, đây là bản chính hãng luôn nha. Bản chính hãng 2 sim mọi người. Máy thì đẹp như chín đẹp can, nói chung là không khác gì mới luôn. Đó mọi người thấy không? Mọi người cho em một lượt chia sẻ cho mọi người.
Đây em sẽ review cho người xem tiếp nè. Đó, cho mọi người chia sẻ đây, em sẽ review tiếp con Samsung Galaxy giáp tiếp nha mọi người. Đó, chung nhìn không khác gì mẹ mới luôn, rất là đẹp luôn. Ok, để em sẽ mở nguồn lên cho mọi người xem nha. Một phụ kiện thì chưa xài luôn rồi, nói chung là chưa xài luôn. Bán máy cũ mà như máy mới mọi người. Giá máy cũ mà như máy mới. Đó, phụ kiện còn chưa xài nha. Phụ kiện chưa xài mọi người thấy không? Còn máy tin, cáp sạc, tai nghe đầy đủ hết luôn. Có ốp lưng luôn nha mọi người. Này, mọi người cho em lượt chia sẻ nha, để em review Samsung Galaxy giáp tiếp mọi người. Để em kích quẹt luôn cho mọi người xem luôn. Và em chết bảo hành cho mọi người xem luôn nha mọi người. Em chép bảo hành cho người xem luôn. Tất cả một lô này còn bảo hành hãng được 1 năm mọi người. Mới kích hoạt khoảng mười mấy ngày thôi. Ok cho mọi người. Mua này không khác gì mua máy mới luôn, em nói thiệt. Mà giá là máy cũ nha, giá con này là máy cũ nha mọi người. Đó, giúp clip thì con này là màn hình gập nha mọi người. Đó, con này là màn hình gập nha. 1K8 người xem rồi, cảm ơn mọi người nha. Mọi người thấy hay cho một lượt chia sẻ nha mọi người, để cho nhiều lượt tương tác hơn nha. Hoặc là thôi để là 1 chấm cũng được mọi người, để cho nhiều người thấy hơn. Em sẽ vô wifi cho mọi người xem và em sẽ check coi bảo hành còn bao lâu nha. Samsung Galaxy giáp clip giá bán là 12.900.000 nha mọi người, 12.900.000 nha. Còn là màn hình gập nè mọi người. Đó, điện thoại này đọc chưa? Điện thoại này chắc cũng nhiều người biết mọi người, cũng nhiều người chưa biết nên em sẽ review lại cho mọi người xem nha. Đó, này Samsung Galaxy giáp clip mọi người. Và đây là bản hai sim chính hãng nè, một sim thường, một eSIM nha. Đó, bản FD là của Việt Nam mọi người, pin là 3.300 nha mọi người, pin con này là 3.300 nha. Và con này hiện tại đã chạy Android 11 nha mọi người, Android 11 nha. Và RAM của nó là 8GB, bộ nhớ là 128GB mọi người, nhớ 128GB nha. Đây em sẽ chép bảo hành cho mọi người xem. 12.900.000 thôi. Con này không khác gì với mới mọi người. À, đây, chép bảo hành Samsung cho mọi người xem luôn. Để em coi còn được bao nhiêu người nha. À, bao nhiêu bảo hành nha mọi người. Con này thì mọi người biết chip là Snapdragon 855+ nha. Là nó sẽ mạnh hơn con LCV50 xíu mọi người. Đó, nó sẽ mạnh hơn LCV50 xíu. Thì các bạn nâng cấp của 855 là 855+ nha mọi người. 855+ đó. Chết Samsung. Này, để bảo hành Samsung nè. Đó, mọi người có thể lấy máy của mọi người copy số email của em á, làm cũng được mọi người, để coi mọi người check coi có đúng không nha. Này, đây email là 4529, 4 số cuối mọi người thấy không, 4529 nha. Này, 4529 mọi người. Đó, đúng nha, là web của Samsung mọi người. Bấm kiểm tra nè. Ok chưa? Đây, còn bảo hành hãng là ngày 23 tháng 9 2022 nha. Là kích hoạt được khoảng 20 ngày không rồi. Nói chung còn bảo hành rất là dài luôn. 11 tháng mấy luôn rồi, gần 12 tháng. Nói chung là máy là không khác gì mới nha. Không khác gì mới luôn rồi. Chỉ về một màu gold thôi mọi người. Đây, chỉ về một màu gold thôi nha. Đây, chỉ về một màu gold thôi mọi người. Đó, bảo hành hãng là 12 tháng à, 22 23 tháng 9 2022 nha. Đó, em sẽ test camera cho mọi người xem. Là camera ít, camera hồi nè mọi người. Đây là camera góc rộng nha. Cái này thì camera mọi người có thể để lên dạy chụp hình cũng được nha. Lần trước thì nó có thêm một cái màn hình nha mọi người. Đó, màn hình có xem đồng hồ và có thể chỉnh nhạc nha. 12.900.000 Samsung Galaxy giáp tiếp. Ok, tiếp theo sẽ là đây, iPhone 12, iPhone X Max mà còn full box mọi người. iPhone X Max 26GB full box. Đó, có phiếu bảo hành lúc mua luôn nè, nèm hậu lực của khách mọi người. Đó, mọi người cho một lượt chia sẻ để em review cái tiếp iPhone X Max nha. iPhone X Max mọi người, cho một lượt chia sẻ nha mọi người. Tiếp theo là iPhone X Max 256GB mọi người, là bản Mỹ nha, là bản Mỹ nha mọi người. Bản Mỹ và pin con này là 88%. Ok chưa, 88% mọi người. Ngoại hình thì khoảng con này rất là đẹp mọi người, nói chung thật sự rất là đẹp luôn, hầu vô nhìn rất là đẹp luôn. Đây, khách xài gầy lắm mọi người, hoàn gần như là 99% luôn á, gần như là 99% luôn rồi, thấy không, quá đẹp luôn.
giá bán là 12.700.000 nha mọi người, 12.700.000 iPhone X Max, ngoại hình khoảng là 99% luôn nha mọi người, 98.99 nha. Nói chung rất là đẹp mọi người, không có chỗ chơi luôn á, nãy giờ không thấy cái chỗ nào mà chấm chấm luôn mọi người, không thấy chỗ nào chấm luôn á. Khách xài rất kỹ nha, và màn hình người ta có dán lại mọi người, khách cũ có dán lại nha. Lúc mà ai muốn mua thì em lột màn hình cho mọi người xem luôn, ok chưa? Tình trạng thì mọi người yên tâm đi, bên em thì có sao báo vậy thôi, thuận vừa mua vừa bán. Nói chung bên em bán thì cũng có bảo hành mọi người, bên em bán thì cũng có bảo hành, mọi người yên tâm nha. Đây, tiếp theo là iPhone XG, iPhone XG cho mọi người, iPhone XG đây là mã Nhật, 64GB. Đây, iPhone XG 64GB và pin là 87% nha. Đó, pin 87%. Và con này là màu đỏ mọi người. Con này thì có dán keo rồi hết rồi, dán BBS rồi hết mọi người. Giá bán là 8.4 triệu. À, 8.4 triệu, ok. Đây, từ từ quên nữa. Có một lô cái hôm nay về được một lô iPhone 11 mọi người, mà về màu đỏ không luôn. iPhone 11, một lô iPhone 11 màu đỏ không luôn mọi người, thấy không? Mọi người thấy không? Đó. Mọi người thấy hay thì cho em một lượt chia sẻ nha, để em review tiếp iPhone 11 nha mọi người. Đây, ngoại hình này khoảng 98-99%. Màu đỏ không luôn nha. Một 5 cây được mà bán hết 2 cây rồi mọi người, thì còn 3 cây thôi. Tại vì em về hồi sáng rồi mà để test mọi người, tối em mới review. Đó, màu đỏ không? Ok chưa? iPhone 11 màu đỏ, giá bán là 11.200.000. Đây, pin em ghi sẵn luôn nè, 86, 91, 93. Thì nói chung là pin á, thì ai mua trước thì em bán trước thôi, chứ em không có giữ pin, không có giữ máy là mọi người. Đó, ai cọc trước thì em bán trước thôi. Thì em nhập theo lô, thì pin cao thấp thì em cũng bằng bán một giá mọi người. Đó, thì ai mua trước thì em bán trước thôi. 64GB quốc tế mã Mỹ nè mọi người, thấy không? Đó, mã Mỹ nha, pin 93 nè mọi người. Đó, em ghi đúng nha, em ghi đúng hết nha mọi người, pin 93. Đây là pin 91 nè mọi người. Đây, pin 91 nha, mã Mỹ luôn nha mọi người. Bên em thì bán thì có hỗ trợ trả góp không cần trả trước nha mọi người, cho mọi người có thể mua trả góp cũng được, tại vì bây giờ dịch á, nói chung thì cũng ngán tiền rồi, bỏ cục tiền ra mua ai mà không ngán. Pin 86 mọi người, là 3 cây. Mỹ luôn nha, Mỹ luôn. Cái là con nào mã gì em sẽ báo trước mọi người. Này nó bị dơ. Thì mọi chức năng thì sử dụng bình thường thôi. Máy là quốc tế 64GB. Bên em bảo hành quốc tế vĩnh viễn nha mọi người, nên mọi người yên tâm nha. Nào quốc tế em nói quốc tế, nào lóc em nói quốc tóc mọi người. Đó. 11.2 triệu. Tiếp theo sẽ là đây. Hôm nay cũng vừa là iPhone X Max mọi người. Max thì nhiều lắm. X Max thì pin mã Mỹ hết luôn. Để em lấy một cây test cho mọi người xem thôi. Em có đủ màu nha iPhone X Max. Hôm nay là khoảng 15 cây iPhone X Max luôn. Tất cả là mã Mỹ. Đây. Mã Mỹ nha, 64GB. Này, quên đây mọi người. 64GB mã Mỹ nha. 15 cây iPhone X Max thì pin cũng khoảng 80-90 mọi người. Đây pin 88 nè. Đó. Đây là pin 92 mọi người, thấy không? Cũng có pin 92 nè. Màu trắng thì mọi người yên tâm, màu trắng thì em có bên em có thể đánh bóng là được nha. Tại vì màu trắng nó hay bị bụi mọi người. Sạc đơn lâu là bị bụi à. Là đánh bóng là được như mới mọi người. Thật sự màu trắng đa số là bán 99 không à, nhưng mà em báo là 98-99 nha. Tiếp theo là màu đen. Chắc màu vàng. Nhiều lắm mọi người, em để đó đó. Còn cái lô cũ thì bên đây nè. Em để hai bên rồi mọi người. Đó. Pin 89 và pin 88. Em đã thử có phải mã Mỹ không nha. Đó, mã Mỹ đó mọi người, 64GB. Pin 89 đúng nha mọi người. Đó, pin 89 đúng nha. Đây, con này pin là 88.
ok chưa mọi người, là A mã Mỹ đó, một lô Ipmat màu đen bên em bán giá là 10.900.000, màu trắng màu vàng 11.200.000 nha. Đó, bên em thì có hỗ trợ trả góp không cần trả trước nha mọi người, là mọi người có thể ngán tiền thì mọi người có thể mua góp cũng được, có thể góp qua hệ tín dụng đó nếu mọi người có. Ok, tiếp theo sẽ là cái gì ta? iPhone 8 đây mọi người. Đây, iPhone 8 nè. iPhone 8 thì 64GB, quốc tế mã Mỹ. Còn có hai cây màu đỏ không mọi người? Hai màu đỏ thôi. iPhone 8 giá bán là 4.350. Pin con này nhiêu? Còn 76. Cái này pin gì thì đa số khỏi đó mọi người. Đó, iPhone 8 nha. Ngoại hình khoảng 9798 mọi người. Đó. Em quay thì quay chi tiết cho mọi người xem luôn. Mọi người được thì mua, không được không được thì không sao hết mọi người. Mọi người có thể đợi cái con mà ở pin ok hơn mọi người mua cũng được nữa. Tại vì bên em thì tất nhiên ai bỏ tiền thì không muốn mua đồ ngon mọi người. Em cũng vậy thôi. Đâu phải em cũng muốn nhập mấy con pin bảy mấy đâu. Nhưng mà em bán hello thì em nhập hello thì bắt buộc phải có vậy. Này iPhone X 256GB. Màu đen. Màu hình khoảng 9798 luôn rồi. Giá bán là 8.400.000. Đó, 8.400.000 nha. Như là như cái lô này nè mọi người thấy không? iPhone XS nè. Nhập mà mười mấy 20 cây về. Bây giờ còn đúng 4 cây mà pin 7 mấy không? Thì nó ai mà không muốn mua pin cao mọi người. Đó, nhưng mà còn 4 cây pin 7 mấy không à, thấy không? Nhưng mà bên em nhập theo lô thì cũng bằng giá, bây giờ em bán một giá à. Mọi người có thể mua hai pin mới thì đó tùy mọi người. Hoặc là không hai để pin zin cũng được. Đó, thì bên em vẫn bán một giá thôi. Tại vì em nhập là hàng zin hết, pin thì nó hên xui mọi người. Đó, pin 77, 76, 78 cũng có mọi người thấy không? Đó, 78 nè. Tại vì pin 8 mấy mọi người xài cũng khoảng 1-2 tháng, mọi người cũng phải 2 thôi. Còn bây giờ thì pin 7 mấy thì mọi người có thể 2 sẵn luôn. Đỡ 1-2 mọi người. Ngoại hình này khoảng 98-99 nha. Rồi, mấy con này thì ngoại hình đẹp mọi người. Đây là iPhone XS mọi người. iPhone XS 64GB quốc tế mã Mỹ. Giá em bán là 8.500.000 nha. 8.500.000. Đó, pin thì em có ghi hết mọi người, 77, 78 nè, 76 cũng có nữa. Đó, à, mọi người có thể đợi pin cao hơn mọi người mua cũng được, hoặc là đợi mọi người có thể mua hai pin cũng được mọi người. Em quay thì chi tiết, bước là chi tiết cho mọi người xem luôn. Nên mọi người yên tâm đi. Bên em thì có sao báo vậy không rồi. Tiếp theo là iPhone 11 Pro. 1 Pro nè, 14.3, 64GB. Nhá là 8 pin 86% mọi người, 14.3 nè, màu xanh. 256GB là 15.500.000. Đó, hai cây 64, một cây 256 mọi người. Đó, ba cây. Pin là 85, 86 và 85 mọi người. Đó, em quay pin kỹ cho mọi người xem luôn nha. Đây là quốc tế mọi người, tất cả đây là quốc tế nha. Con nào lóc em sẽ báo trước mọi người, nên mọi người yên tâm đi. Bên em bán thì nói hẳn khúc đầu luôn mọi người. Còn là mã hàng nha, 26GB mọi người. Đây là ba con này mã hàng hết mọi người. Mã hàng thì bao giờ không bao giờ có bán máy lóc nha. Tại vì Hàn Quốc chỉ bán máy quốc tế không mọi người. Đó, em cam kết là máy quốc tế không nha. Báo giá em báo giá còn mọi người. 64GB 14.3, còn 256GB là 15.500.000. Ok. Đây cái lô iPhone Ít mắt cũ không rồi. Đó còn 3 cây nè. Đó còn 3 cây nè. Em vẫn để bên đây nè. Hôm qua mọi người xem livestream cũ là mọi người có thấy á. Đó. Đó 3 cây Ít mắt cũ nè. Bên em cũng có hưu máy mọi người. Hưu máy thì mọi người phải đem ba máy qua tiệm nha em nha. Bên em mới hưu được. Đây là iPhone em nói nhầm. Đây là Samsung S10 Plus. S10 Plus con này là bản hàng 5G mọi người. Bản hàng. Bản hàng có 5G nha. Đây Samsung S10 Plus. Bản hàng có 5G, con này bán giá là 9.800.000 mọi người. Pin là 4.300 và con này hiện tại là chạy Android 11 nha. Android 11 nha mọi người. RAM của là RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB mọi người. Màn hình là 6.8 inch, độ phân giải màn hình là 2K cộng nha. Tấm nền là Dynamic AMOLED nha mọi người, nên màn hình là rất là đẹp luôn. Đây là màn hình trung cực. Đó. Camera nó nè. Dòng này dòng flagship mà. Dòng chủ lực của Samsung mọi người. Thì nói chung mọi hội tụ tất cả các đỉnh nhất trong nước, lo kép, màn hình đẹp, nói chung là đủ hết mọi người. Có bút luôn nha. Giá bán là 9.800.000, chỉ còn màu đen không mọi người. Là bản hàng có 5G. Bản hàng có 5G mọi người. Ok, để tiếp theo là ở dưới đây. iPhone 7 Plus 32GB.